Con riêng con thì không mẹ không giao con.
Tại sao vậy mẹ? Có chuyện đã mời tám năm qua. Mẹ đội ơn mẹ. Ủa, mẹ, 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 mẹ.
đi thì mẹ ơi. Kiếp gia là bỏ con mẹ già ở nhà. Con. Bây giờ mẹ nói con nghe nè. Con muốn đi kiếp gia con ít nhất con phải biết tên cha của con chứ. Nãy con muốn đi là muốn đi được biết cha con là ai. Nãy như mẹ cũng có nói rồi. Không, mẹ chưa hề nói tên cha con cho con biết. Đâu nãy mẹ nói rồi. Chưa. Hỏi em bên coi mẹ nói chưa. Chưa đúng không anh? Chưa. Chưa hả? À. Giờ mẹ nói đi. Đâu rồi? Lâu Lan, lấy hành lý cho bà, cho cậu chuẩn bị đi. Hành lý. Rồi rồi, nhanh 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 cho bà. Nghĩa. Dạ. Nghĩa ơi, trước khi con đi, mẹ có vài lời căn dặn với con. Mẹ dặn con nghe mẹ. Bởi vì mẹ một cây chỉ có một cây mà thôi vậy đó nghe. Mà lời con đi con có gì vậy thì mẹ tôi vô. Ôi mẹ ơi, mẹ chết là chết luôn. Mẹ sống không nổi đâu Nghĩa ơi. Cho nên mà không bụng dữ lắm mẹ mới cho con đi. Đây nè, thanh kiếm này là báu vật gia truyền mẹ để lại, cổ lột cha để lại, mẹ còn sống lắm. Anh đi con cầm cái kiếm này nghe anh nghe. Con gặp ai mà là kẻ thù con cắt đầu con đem về đây cho mẹ. Cắt đầu đem về cho mẹ. Trời ơi, ngày xưa đó nghe mẹ làm cái cướp đó, mẹ cũng hung dữ lắm. Mà giờ mẹ ăn chay niệm Phật cho nên là mẹ hiền bớt rồi đó con. Nhưng mà con thấy kẻ thù con cắt đầu về đây cho mẹ. Cắt đầu về cho mẹ mẹ. Có chưa? Trời ơi, con ơi, trong đây mẹ để một túi vàng. Một túi vàng trong đây cho con. Đồ ăn thức uống, bánh trái mẹ để trong đây. Mang đi. Dạ. Có ăn thì ăn, có uống thì uống. Nhưng mà nghe mẹ dặn nè. Dạ, mẹ nói mẹ. Chỉ cần mà con có chuyện gì lập tức báo về Phi Phụng Sang cho mẹ. Dạ. Mẹ kéo 500 anh em tới. Làm gì mẹ? Mẹ cứu con liền. Dạ. Mẹ buồn mạnh quá. Nghĩa. Dạ.